Thưa quý vị, trên địa bàn huyện Sơn Động những ngày gần đây liên tục ghi nhận những ca F0 mới tăng theo từng ngày, thậm chí nhiều người mắc không có triệu chứng tiềm ẩn trong cộng đồng. Trước tình hình đó, người dân và chính quyền các địa phương trên địa bàn huyện đang quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 nhằm hạn chế lây nhiễm trong cộng đồng. Những ngày này, trạm y tế xã Vĩnh An mỗi ngày có từ 100 đến 150 người đến làm thủ tục khai báo y tế và lấy mẫu test nhanh COVID-19. Những người này chủ yếu là công nhân, người trở về từ vùng dịch hoặc người dân trên địa bàn có biểu hiện về sức khỏe nghi nhiễm COVID-19. Qua đó đã phát hiện hàng chục ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Cháu thấy trong người có biểu hiện là sốt và đau họng nên là cháu quyết định là đến trạm y tế để test COVID và nhận được kết quả là âm tính thì cháu cảm thấy yên tâm. Mấy ngày ra Tết thì thay đổi thời tiết thì em hay bị hắt hơi sổ mũi. Nhưng mà cứ đến đây để test cho nó yên tâm. Vừa yên tâm cho bản thân mình, lại cho các con, rồi lại cho ông bà trong nhà. Từ cái hôm sau Tết đến giờ thì có phát hiện được là 8 ca F0, thì trong khi đấy là có 6 ca là phát hiện ở tại đây và có 2 ca là mới chuyển về, đi thẳng ở khu công nghiệp về đây ạ. Còn ngày hôm nay lại cũng còn ngày hôm nay nữa, ngày hôm nay là mới phát hiện 2 ca mới. Từ ngày 8 tháng 2 đến nay, huyện Sơn Động đã ghi nhận hơn 300 F0. Sở dĩ số ca mắc COVID-19 trên địa bàn tăng cao là do số lượng công nhân, người dân trở về từ vùng dịch trước và sau Tết gia tăng. Hơn nữa, một bộ phận người dân vẫn còn chủ quan, không tuân thủ 5K. Trước thực tế này, huyện Sơn Động đã bám sát diễn biến của dịch bệnh để triển khai áp dụng các biện pháp phù hợp trong phòng chống dịch. Phòng Y tế huyện đã kịp thời tham mưu cho huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cấp, các ngành cũng như ủy ban nhân dân các xã, thị trấn về công tác phòng chống dịch, chú trọng đến công tác kiểm soát dịch, nguồn dịch về từ các địa phương khác và công tác điều trị, cách ly, điều trị F0 tại nhà, nơi cư trú, chỉ đạo các trạm y tế lưu động ở các địa phương là phân loại các F0. Hiện nay, hầu hết các xã, thị trấn của huyện Sơn Động đều ghi nhận các ca mắc COVID-19 kể từ thời điểm sau Tết Nguyên đán đến nay, trong đó có nhiều trẻ em dưới 12 tuổi chưa được tiêm vaccine. Trước tình trạng F0 tăng, huyện Sơn Động khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm biện pháp 5K, chủ động khai báo y tế, đồng thời đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19.